Thế nên này thiện hiện nếu Đại Bồ Tát muốn thọ hưởng và dụng tính thí của các hữu tình và quốc vương đại thần một cách không uổng phí, muốn chỉ dẫn cho hữu tình con đường chân tịnh, muốn làm ánh sáng lớn chiếu soi cho hữu tình, muốn giải thoát cho hữu tình khỏi lao ngục sanh tử, muốn cho hữu tình pháp nhãn thành tịnh, thế nên thưởng an trụ ý nghĩ tương ứng ban nhã và làm mật đa sâu xa, tiện hiện nên biết nếu đại bồ tát thường trụ ý nghĩ tương ứng bát nhã ba la mật đa đại bồ tát này đối với ý nghĩ này thường luôn ghi nhớ chẳng để cho các ý nghĩ khác tạm thời phát sanh thì có nói ra điều gì cũng tương ứng với lý thú bát nhã ba la mật đa tiện hiện nên biết đại bồ tát này ngày đêm siêng năng tinh tấn thường trụ nơi ý nghĩ tương ứng với bát nhã ba la mật đa không lúc nào tạm bỏ ví như có người trước kia chưa từng có ngọc báu ma đi sau đó có được vui mừng sung sướng, gặp duyên bị mất lại sanh tâm rất buồn khổ, thường than thở tiếc nuối không nguôi, suy nghĩ phải làm phương kế nào để được ngọc ấy lại. Do đó nên ý nghĩ người kia luôn hướng đến ngọc quý, các đại Bồ Tát cũng như vậy. Thường an chủ ý nghĩ tương ứng với ban nhã ba la mật đa sâu xa. Nếu chẳng an chủ ý nghĩ tương ứng với ban nhã ba la mật đa sâu xa, thì bị quên mất ý nghĩ tương ứng với trí nhất thiết trí. Vậy nên này thiện hiện các đại Bồ Tát đối với ý nghĩ tương ứng ban nhã ba la mật đa sâu xa nên thường an trụ không được tạm lìa. Bấy giờ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn nếu tất cả pháp và các ý nghĩ đều lìa tự tánh không, không có sở hữu thì đại Bồ Tát này làm thế nào chẳng lìa ý nghĩ tương ứng ban nhã ba la mật đa và trí nhất thiết trí. Phật bảo thiện hiện nếu hôn Đại Bồ Tát biết tất cả Pháp và các ý nghĩ đều lìa tự tánh không, không có sở hữu, thì Đại Bồ Tát này chẳng để ý nghĩ từng từ ứng ban nhã ba la mật đa và trí nhất thiết trí. Vì sao? Vì bát nhã ba la mật đa sâu xa cùng trí nhất thiết trí và các ý nghĩ đều lìa tự tánh không, không có sở hữu, trong đó hoàn toàn không có tăng giảm. Ai thông đạt đúng như vậy gọi là không xa lìa. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật. Bạch Thế Tôn, nếu bát nhã ba la mật đa sâu xa tự tánh thường không, không tăng không giảm, thì chúng đại bồ tát làm sao tu chứng bát nhã ba la mật đa để đắc được quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề? Phật bảo thiện hiện, các đại bồ tát tu chứng bát nhã ba la mật đa đối với tất cả pháp chẳng tăng chẳng giảm, đối với đại bồ tát cũng chẳng tăng chẳng giảm. Như bát nhã ba la mật đa sâu xa tự tánh không, nên không tăng không giảm. Trừ Phật Bồ Tát cũng lại như vậy. Nếu Đại Bồ Tát thường biết được như vậy Thì gọi đó là tu chứng Ban Nhã ba Làm Mật Đà Do nhân duyên này thường mau chứng được sự mong cầu Quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà thiện hiện nên biết đại bồ tát nào khi nghe thuyết bát nhã ba la mật đa sâu xa không tăng giảm như vậy mà không kinh không sợ không mê muội không thối lui và cũng không do dự thì bồ tát này là người thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa đã đạt đến cứu cánh an trụ địa vị bồ tát bất thối chuyển mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề có thể độ các hữu tình cùng đời vị lai hay quyển thứ năm trăm năm mươi